Đổi việc hàng loạt những quản xã có người nhà lọt vào danh sách hộ cận nghèo ở Thanh Hóa. Phó Chánh Văn phòng Quốc gia giảm nghèo, Bộ Lao động Thương binh Xã hội Tô Đức cho biết, qua danh sách niêm yết công khai, người dân ở một số xã thuộc huyện Tĩnh Gia, Thiệu Hóa, Thanh Hóa phát hiện có trường hợp không phải là hộ nghèo, cận nghèo nhưng vẫn được đưa vào danh sách hưởng tiền hỗ trợ của chính phủ. Không đương nhiên là họ đưa vào hộ nghèo, cận nghèo. Đây là những trường hợp có dấu hiệu bao che để trục lợi chính sách của nhà nước, ông Đức nói. Ông Đức cho biết, theo báo cáo của Thanh Hóa, huyện ủy Thiệu Hóa đã yêu cầu dừng tổ chức đại hội đại biểu đảng bộ xã Thiệu Thành để chuẩn bị lại phương án nhân sự, đình chỉ công tác bí thư xã, chủ tịch mặt trận tổ quốc, bí thư đoàn thanh niên xã và không đưa vào những cán bộ này vào quy hoạch khóa tới. Cụ thể, Ban Thường vụ huyện ủy Thiệu Hóa yêu cầu không tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đối với ông Hách Văn Thắng, bí thư xã Thiệu Thành, đưa ra khỏi nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Quốc Cường, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, bà Nguyễn Thị Giàng, bí thư đoàn thanh niên và bà Mai Thị Cường, chủ tịch Hội Nông dân xã. Trước đó, người dân xã Thiệu Thành phản ánh việc người nhà của các cán bộ trên có tên trong danh sách hộ cận nghèo để được hưởng chính sách của nhà nước. Bộ trưởng Lao động Thương binh Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết đã trao đổi với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, có văn bản đề nghị Sở Lao động Thương binh Xã hội Thanh Hóa kiểm tra xác minh vụ việc báo chí đã nêu, làm rõ trách nhiệm tổ chức cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định. Bên cạnh đó, đề nghị kiểm tra rà soát các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn, đảm bảo đúng đối tượng không xảy ra trục lợi về chính sách. Văn bản của huyện Tĩnh Gia chưa đúng với tinh thần của Nghị quyết 42. Liên quan đến việc Ủy ban Nhân dân huyện Tĩnh Gia ban hành công văn hôm ngày 16 tháng 4 yêu cầu các xã, thị trấn rà soát lại các hộ có tên trong danh sách hỗ trợ nhưng không đủ điều kiện hưởng thì làm đơn không nhận chính sách. Hỗ trợ nhà nước, Sở Lao động Thương binh Xã hội Thanh Hóa khẳng định văn bản này chưa đúng với tinh thần của Nghị quyết 42 của Chính phủ, quyết định 15 của Thủ tướng, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Sở. Về trưởng thôn Hạnh Phúc, xã Hải Ninh đã vận động người dân quyên góp ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19 vào thời điểm chi trả hỗ trợ của chính phủ là không đúng.